I
I
Thank you.
Thank you.
Gì đó lại chị phải quay từ trên xuống đi, đi quá to. Chị đã cầm cái tay lên hả? Bấm động dẫn. Mày 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 mày
Thank you.
Sắp bị đuổi rồi thôi, cố gắng làm. Sắp nghỉ tuần rồi. Chị ơi, dạ, anh chơi sắp nghỉ rồi buồn, con làm ráng làm đi. Về tổ chức đám cưới. Chẳng biết luôn đã ta. Biết chứ, anh Tâm nghĩ luôn. Nghĩ nói người luôn à. Thôi, tôi nghĩ rằng ta nói người luôn. Tóc tiệp đó. Thôi làm cho đỡ ghiền nha, nghĩ toàn chán quá. Thôi em là phải người đủ đầu tiên, em phải dùng có miệng nó thôi, ai chữa em mà họ không đuổi em mà anh cũng đuổi em thì còn cái miệng anh là miệng của đời, cái miệng anh lỗi với em nữa vậy để qua đây mà phải làm mà mới nói thấy được mà sáng nữa là to. Hello các em, sao đang lỡ dở này còn một miếng nữa sao? Dạ, về à? Quay. Về về. Về ờ, công ty. Ngày cuối đời là công ty. Lại chơi vui quá. Ở công ty. Nè, bọn nó muốn đi nhà đây. Đi liền luôn. Thì có mình thì là do không phải có tiền luôn. Để nói này mà sao mở nhà hò? À, đúng chỗ đây không? Dương, của em lại đâu có bao nhiêu Dương? Ngang đứa tối này đi nhậu hả? À? Không, tối này đi đi. Họ riêng á, người rất riêng á, người rất 5 người à, người rất 4 người đó hả? À? Anh Gò à? À, chiều nay người rất 4 người để ai cần thì lấy. Ta mày. Thấy không? Em không có tiền, em nghèo mà không có tiền. Có tiền mở cho vậy mấy cho vậy. Cho hủ vô muối vô. Đây không chịu không? Đi. Vợ em được quay rồi. Đây chị đi. Thôi giống mà. Có quán chưa? Có quán mà ngồi chưa? Không chịu mình đi nhậu. Đúng rồi. Dương ăn cơm Dương. Thôi ngồi ghế đây, đem bưng ra luôn cho cho rồi chứ. Từ từ hả, còn gión một xíu xíu đi nữa để hả gión luôn. Thôi có nói này cũng bị đuổi, nghe em là em phe là người nghĩ đầu tiên. Mày không phải đuổi đâu, để bọn anh phóng lại. À đó, trời. Anh nhìn theo. Anh nói trước tiếng được chuyện được em bằng kia tay. Đâu, để quay lại, họp lại cách quay video thôi. Ừ. Không phải đuổi chi. Lịch sự mà. Nhưng mà em cũng mang lại. Anh đi kẹp chứ. Nè. Thôi ăn cơm mà. Cái bài cuối này. Bây giờ ăn cho nó khỉ nào. Bây giờ nó kẹp. Chiều đi thì không đưa hàng. Hàng mụi mụi. Mẹ mà bà đi chơi thiệt bà ơi. Mua trên trang blog ca bé. Đặt vé trên blog ca.
vé cho chị gửi cho anh tiền. Ý là em đặt vé trên trang web kìa, biết trang web không? Đặt đặt trên trang web nó hay lắm. Có tiền đi ngày mua được chứ. Thứ ba chị rồi, chị là cuối tuần sau chị rảnh.